Rất vui được gặp lại quý cô chú và anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho quý cô chú và anh chị một trận đấu cờ tướng của Nguyễn Thành Bảo và lại Lý Huynh nha. Trận đấu này vào năm 2011. Trận đấu rất là hay. Rồi, sau đây là diễn biến chính của trận đấu. Chúc mọi người có một buổi xem video thật là vui vẻ và học được nhiều nước cờ rất là tinh tế của hai đối thủ đáng ngờ này. Xin chân thành cảm ơn.
Khi là xe 5 tấn 4 thì Nguyễn Thành Bảo đã cảm thấy là không đánh lại nữa. Thì Nguyễn Thành Bảo đã chấp nhận bại và lý lại lại Lý Huynh nha. Và rất vui được gửi những cái video cảm tưởng gửi đến cho mọi người. Nếu mọi người có thấy hay thì hãy subscribe và like video để xem những video khác của mình. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại. Đến nước này là Dương Văn Lân đã chịu buông cờ với Hồ Vĩnh Hoa nha. Rồi rất vui được gặp lại mọi người ở video tiếp theo của hai kỳ thủ này nha.